niệm Phật, yêu thương nồng ấm nơi ta, lắng nghe lời Phật dạy, nụ cười rạng rỡ trên môi. Chấm tay núi rừng xanh tươi, chấm tay lúa đồng gieo vui, mênh mông gió lành biển lặng, cao cao tỏa ánh trăng vàng. Chấm tay nhẫn tâm niệm Phật, quanh ta dịu ngát hương từ, lắng nghe lời Phật dạy, nhà nhà hạnh phúc an vui. Chấm tay xóa bỏ oán khiên, chấm tay buông xả hận thù, thênh thang đường đời vô tận, loanh quanh trong cõi vô thường. Chấm tay hoa sen đua nở, trăng sao tỏa chiếu, tỏa dạng mười phương, như suối sông về biển lớn, gió bão tan vào hư không. Chấm tay thâm tâm hoan hỷ, chân như tuệ giác, nhìn hiểu ma thương, luôn cảm thông lòng vị tha, phạm giới vô biên vô lượng. Chấm tay nhất tâm niệm Phật, quê hương giọt nắng chan hoa, lắng nghe lời Phật dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đầy Đức Giảng Sư cùng toàn thể tất cả khóa sinh thân mến, con kính thỉnh đầy Đức Giảng Sư niệm Phật cầu gia bị. Dạ, thành tâm cung thỉnh đầy Đức Giảng Sư khởi xướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh đại đức giảng sư an tọa cùng toàn thể tất cả các em khóa sinh ngồi xuống. Kính lạy tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn hoằng hóa đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, là người mưu phạm dẫn đầu chúng sanh trên bước đường phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Đại đức giảng sư đã không ngần ngại đường xá xa xôi, đa đoan Phật sự, đáp lời kiền thỉnh của ban tổ chức. Đại đức giảng sư đã quang lâm chùa Long Khánh của chúng con, ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ. Giờ đây đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, kính trên đại đức giảng sư chứng minh cho toàn thể đạo tràng của chúng con cầu thọ học pháp bảo. Xin trân trọng cung kính giới thiệu cùng toàn thể tất cả các em khóa sinh, buổi thuyết giảng hôm nay do đại đức Thích Thiện Tệ, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chúng con thành tâm cung thỉnh đại đức giảng sư ban bố cho chúng con một thời pháp nhũ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư chủ trì chùa Long Khánh, kính thưa Chư Tôn Đức Ni cùng các em, hôm nay Thầy có duyên lành chiều hôm nay về gặp gỡ các em trong một bài pháp thoại. Thì theo Thầy biết thì trời đang mưa, mà trời mưa thì sao? Ngủ rất là ngon phải không? Phải mấy em, lúc mà Thầy xuống là mấy em còn đang còn ngủ phải không? Phải không ạ?
Nãy giờ nghe gọi quá trời luôn, giờ như còn ai đang ngủ không? Còn ai đang ngủ không? Lên trên chùa mà ngủ gục bị sư phụ la cho. Thầy có nói năng chi con cùng ngu cho bằng được. Ai nói chi thì mặc kệ, ngủ thì ngu mà tu thì tu. Giờ mấy giờ rồi ta? Mấy giờ rồi ha? 2 giờ hơn rồi phải không? Giờ ở đây ai còn buồn ngủ không? Giờ đánh vần chữ ngủ cho thầy coi. Đánh vần to lên 2, 3. Ngờ u ngu, đúng không? Giờ đánh vần được. Ngờ u ngu. Thì quên khúc sau rồi, đến khúc đó thì nhớ đến đó. Nghĩa là gì? Ngủ nhiều ngu, đúng không? Ngờ u ngu hỏi ngủ, ngủ nhiều ngủ vừa thôi ha. Thì chiều hôm nay thì chúng biết không? Trời mưa mà các em á, tham dự trong khóa tu, ngồi đây cùng với thầy, chúng ta cùng học về những lời dạy của Đức Phật. Để chúng ta ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Thì trong khóa tu mùa hè lần này, thầy về với đại chúng, với các em, thầy gửi đến các em một bài pháp thoại có cái chủ đề là tình yêu thiêng liêng. Các em có nghe từ thiêng liêng không? Khi mình nghe cái gì thiêng liêng là mình biết cái gì đó rất là cao cả, phải không? Rất là đẹp, rất là đáng trân quý ở cuộc đời này. Thưa các em, cái tình yêu thiêng liêng ở đây muốn nói đó, đến cái tình thiêng liêng đó chính là tình mẹ. Cái tình mẹ là thiêng liêng. Không biết các em ở đây có giống như thầy hồi nhỏ không? Hồi nhỏ thầy nhỏ cỡ các em ngồi bàn thứ hai đi nè. Đó, cái bàn thứ hai á, đó, em nhỏ nhỏ em trai bàn thứ hai á. Hồi thầy nhỏ cỡ em đó á, thầy quậy dữ lắm này chú. Quậy vì có cái tật gì này chú biết không? Rất là ham ăn. Rất là ham ăn lắm. Nhà thầy nghèo quá, cho nên là chú biết ông má mỗi lần đi chợ về á là mua một bịch bánh. Bịch bánh gồm có 6 cái. Mà gia đình thầy, anh em thầy thì có 5 anh em. Thầy là anh cả, lớn nhất. Mà 6 cái bánh bây giờ chia làm sao? Chia làm sao? Theo các em thì nên chia làm sao? Người anh là 2 cái đúng không? Phải không? Hay là em 2 cái? Hay là để dành cho mẹ? 5 anh em mỗi người 1 cái. Còn cái để dành cho mẹ hay là sao? Cái nên dành cho ai? Dành cho mẹ. Có chắc như vậy không? Thầy á là hồi nhỏ là 5 mỗi người 1 cái, còn cái phần thầy luôn. Vì sao vậy? Vì thầy là anh cả. Anh cả là thầy quýnh chết. Hồi nhỏ dữ lắm này chú. Bây giờ này chú thấy thầy nhỏ nha. Chưa nhỏ dữ lắm. Mẹ chia phần xong á là xong, còn phần á cái nữa là thường thường là phần thầy luôn. Mà một mình thầy 2 cái nha, mà thầy ăn nhanh nữa. Ăn nhanh hết rồi làm sao? Hết rồi sao? Giống chiêu bác giới trong phim Tề Thiên có nhớ không? Ăn trái đào ực cái hết cái sói sinh Tề Thiên có nhớ không? Thầy cũng giống vậy đó, ăn xong cái nhìn qua cái cho anh miếng coi. Ăn nhanh quá nó thèm. Nhỏ thầy dậy đây chú. Rồi tuổi thơ của thầy trôi qua trong cái sự nâng niu, trong cái sự thương yêu của cha mẹ. Hồi nhỏ nhà thì không có giàu, nhưng mà ba mẹ rất là thương các con, lo cho các con. Rồi sau này thầy lớn cỡ em này đây, có bao nhiêu tuổi rồi? Có bao nhiêu tuổi? Có bao nhiêu tuổi? 10 mấy con? 19 tuổi hả? Thầy nhỏ hơn con 2 tuổi, thầy đi tu. Nhưng mà lúc đó thầy nhỏ con lắm. 12 tuổi đi tu rồi. Thì chúng biết khi mà đi vào xuất gia rồi đó, mới học rồi mới biết là cái tình thương của mẹ cha dành cho mình lớn lắm. Là có một điều như thế này, là mình thường hay quên. Cha mẹ thương mình, nhưng mà mình lại thường hay quên. Cho đến một lúc nào đó mình mới nhìn lại những ngày tháng qua mình sống á, thì mình mới thấy rằng là có rất nhiều lần trong đời của mình làm cho cha mẹ buồn. Chúng biết là có những người á, còn có cơ hội, còn có thời gian để mà chăm sóc cho cha cho mẹ. Như bản thân thầy á, khi mà thầy hiểu điều đó rồi thì thầy ở trong chùa rồi ha, thì ít có cơ hội về thăm cha mẹ lắm. Lâu lâu mà có duyên gì á thì mới về thăm cha mẹ thôi. Không, thường thường ít thăm cha mẹ. Bây giờ các con á, các con đang ở bên cạnh cha mẹ mình đúng không? Phải không? Bao nhiêu người ở đây đang ở cạnh cha mẹ, đưa tay thầy coi. Xin chúc mừng các con bằng một tràng pháo tay đi. Các con biết vì sao thầy nói chúc mừng các con không?
Vì các con may mắn lắm. Vì sao vậy? Vì các con biết á, là Đức Phật nói mình ở cạnh cha mẹ mình như là mình đang ở cạnh hai vị Phật vậy đó. Các con nhớ vậy nhé. Các con vào chùa, các con lạy Phật, các con làm phước, các con tu tập. Mà các con biết không, tại nhà của mình cũng có hai vị Phật. Và hai vị Phật đó là ai? Thứ nhất là cha, thứ hai là mẹ. Cho nên á, nếu như các con mà bất hiếu với cha mẹ thì sao? Thì có tội lớn lắm, nhớ không? Nếu các con mà bất hiếu với cha mẹ là các con có tội lớn lắm. Vì vậy cho nên trong các khóa tu này, các con vào đây, các con học, các con được làm những cái công việc lợi ích, các con được học những cái điều hay. Các con về nhà bên cạnh cha mẹ đó là hai vị Phật của các con á. Cho nên là khi mình nói, khi mình làm, khi mình nghĩ cái gì á, các con nên suy nghĩ lại những cái điều các con làm á, có làm cho cha mẹ buồn không. Vừa rồi á, thầy gặp một cái chị này khoảng 20 mấy tuổi thôi, và chỉ tới với thầy chỉ khóc. Thầy là Phật tử của thầy, mà chiều hôm đó chị đi khám bệnh về, chị tới với thầy chỉ khóc. Cái thầy mới hỏi là sao chị khóc, thì chị mới đưa một cái tờ giấy xét nghiệm. Các con biết bị sao không? Là khi mà chị mang thai á, cái đứa con lúc này được mấy tháng rồi, thì trong cái khoảng thời gian mà chị mang thai á, thì chị không có biết, và chị mới uống bị cảm á, và uống thuốc. Và trong cái thuốc cảm đó nó có ảnh hưởng đến cái đứa bé trong lúc mang thai. Và sau khi mà khám xong á, bác sĩ khám ra thì bác sĩ mới nói là những cái thuốc đó uống trong cái lúc bệnh á, thì ảnh hưởng đến cái đứa con này. Và bác sĩ yêu cầu chị á, là cái nguy cơ đứa bé sinh ra nó bị thiểu năng trí tuệ, và nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nó, ảnh hưởng đến não bộ của nó. Cho nên bác sĩ á, thì khuyên cái chị này nên bỏ đứa bé đi. Thì chị khóc với thầy. Thì tới chị khóc. Bây giờ chị nói là chị hiểu đạo, và chị biết là bỏ một đứa con như vậy rất là tội lỗi, rất là đau khổ. Và cái chính là chị rất là thương cái đứa con trong bụng. Chị ngồi chị khóc với thầy. Chị nói là thưa thầy, bây giờ con phải làm sao? Bây giờ con phải làm sao? Khi mà bác sĩ nói với con là cái đứa con trong bụng con đang mang đây á, nó có nguy cơ bị thiểu năng trí tuệ. Vì thầy nói thôi, bây giờ chị về, chị tụng chú Đại Bi, chị niệm Quan Âm cho tha thiết lên. Rồi một thời gian sau, và khoảng một tuần sau, chị vào bác sĩ chị khám lại coi như thế nào. Chú biết một tuần chị thương con mà tha thiết lắm, niệm Quan Âm để cầu nguyện cho cái đứa con trong bụng chị á. Thì sau đó chị đi khám lại á, thì bác sĩ mới nói cái nguy cơ để cái đứa bé này nó bệnh là 1 trên 180. Có nghĩa là 1 trên 180 chứ không phải 50-50. Có nghĩa là cứ trung bình 180 đứa thì sẽ có một đứa bị như vậy, cái trường hợp của chị như vậy. Và chị cuối cùng chị mới quyết định, chị mới giữ lại cái đứa bé đó. Chị giữ lại đứa bé thì cách đây mới mấy ngày thì đứa bé đầy tháng. Đứa bé đầy tháng rồi. Thì cái trường hợp này thầy gặp ở đây mấy tháng trước. Thì bây giờ cách đây mấy ngày chị gọi cho thầy, chị hỏi là đặt cái tên cho bé như vậy được không. Chị hỏi thầy cái tên của đứa bé. Cái câu chuyện này thầy muốn nói với đại chúng ở chỗ này, là một người mẹ khi mà thương con rồi, đại chúng biết không, là tìm mọi cách để bảo vệ đứa con của mình. Tìm mọi cách để bảo vệ đứa con của mình. Dù là đứa con của mình nó có xấu hơn người khác, dù là đứa con của mình nó không đẹp bằng người khác, dù là đứa con của mình nó có bị tật nguyền đi nữa, nhưng mà cha mẹ mình luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho đứa con của mình. Cách đây mấy hôm, không biết đại chúng có lên trên mạng, thầy có xem một cái clip. Trong đó có hình ảnh của một con chó con nó chết. Thì con chó mẹ, chúng biết không, khi đứa con nó chết rồi đó, cái con chó mẹ nó mới tới á, nó dùng chân của nó, nó mới dùng cái miệng của nó đó, nó mới hất lại, nó mới hất cái những cái cát á xung quanh. Nó hất như vậy khoảng 5 phút sau á, thì cái cát đó mới lấp đầy lên lên cái con chó con đó. Và cái con chó đó là mẹ của con chó con đó. Mình mới thấy rằng là khi mà một con vật á, nó còn biết thương mẹ như vậy, nó còn biết thương con nó như vậy, thì đại chúng mới thấy là cái tình mẹ là thiêng liêng giữa cõi đời này, nó không nói hết được đâu, không nói hết được đâu các em. Đức Phật nói á, là trên đời này có hai người mà ta không bao giờ trả ơn cho hết được. Mấy em nhớ giùm thầy nha. Đức Phật nói trên đời này có hai người ta không bao giờ trả ơn cho hết được đâu. Và hai người đó là ai? Thứ nhất là cha, thứ hai là mẹ. Có một buổi chiều hôm đó, thầy đang đứng trên một cái thềm, thì các con biết không,
thầy thấy mấy con chim á, mấy con chim nó bay, nó kêu ầm trời vậy đó. Thì thầy nhìn lên bầu trời, thầy rất là ngạc nhiên cái điều này. Là thầy thấy á, cái con chim nhỏ á, nó lại đang dí con chim lớn. Và thầy nói, ủa sao kỳ lạ vậy ta? Cái con chim này nó nhỏ như vậy mà sao nó lại có thể dám dí cái con chim lớn này? Thế con biết vì lý do sao? Sau đó thầy quan sát thầy mới thấy á, là do cái con chim lớn á, mới đi vào cái tổ của cái con chim nhỏ này nè, mới bắt con của nó đi. Khi mà cái tình thương con rồi đó được nổi lên á, tình thương con có mặt được biểu hiện á, là nó tìm mọi cách để mà nó có thể bảo vệ cái đứa con của nó. Cho nên các con có thấy không? Thường thường cái con chó mà nó mang, con chó mà chó đẻ thì nó làm sao? Nó dữ hơn đúng không? Vì sao nó dữ hơn? À, vì nó phải cách này cách kia để nó bảo vệ con nó đúng không? Cho nên các con mà thấy con chó đẻ mà tới gần gần nó cắn á, nó dữ hơn là tại vì sao? Vì nó tìm cái cách này cách nọ để bảo vệ con nó. Con chó còn như vậy, con vật còn như vậy, con chim nó còn như vậy, huống chi là con người. Ở đây có lẽ là đa phần các con phải không? Chưa được làm mẹ đúng không? Chưa được làm mẹ, chưa được làm cha. Ông bà ta nói một câu như thế này: lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Bây giờ mình chưa làm cha, mình chưa làm mẹ, các con chưa thấy hết đâu, chưa thấy hết công ơn của cha mẹ. Cho đến một ngày nào đó các con lập gia đình, các con sống một cuộc sống là có con, có vợ, các con có chồng, các con có con, các con mới thấy được cái sự khó khăn vất vả của một người mẹ nuôi con như thế nào. Còn bây giờ tuổi của các con tuổi còn trẻ phải không, được ăn, được mặc, được ngủ, được nghỉ, được học, được hành, tất cả những gì trong đời, trong hàng ngày sống của các con, mẹ các con lo cho hết đúng không? Sáng ngủ dậy thì sao? Mẹ gọi dậy phải không? Kem bánh răng để sẵn, đánh răng xong cái mặc đồ, cái ăn sáng, cái đi học, mẹ chở tới trường, trưa mẹ chở về, về nhà các con chơi game, mới xem tivi phải không? Xong rồi ăn cơm, xong rồi ngủ phải không? Một ngày các con chơi quá, con không làm gì phụ mẹ chứ, để cho mẹ làm hết. Mà có khi nào các con để ý vào đôi bàn tay của mẹ mình chưa? Có chưa? Thầy hỏi em đầu tiên đi. Con đây nè, mẹ của con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 38 tuổi hả? Thì có khi nào con đã nhìn vào đôi bàn tay của mẹ con chưa? Con thấy tay của mẹ làm sao? Chai sần hả? Mẹ con làm gì? À, mẹ con là công nhân rồi. Thầy cảm ơn con nha. Tự nhiên nói mẹ là công nhân, cái tự nhiên thầy thương mẹ thầy. Hồi nhỏ mẹ thầy nuôi thầy bằng cách nào để chúng biết không? Thầy chúng có biết món kim chi không? Ai biết món kim chi? À, ăn ngon con. Cái cây chua chua ngon lắm hơn. Thầy còn nhớ là mẹ thầy hằng ngày á, là mỗi sáng á, sáng mà không phải là 7-8 giờ đâu nha, từ 4-5 giờ sáng, có khi phải 3 giờ sáng á, phải dậy sớm lắm. Các con biết làm chi không? Tại vì đi bán cái đó rất xa, đi xa lắm, là đạp xe đạp đi á, bán xa như vậy á, để kiếm từng đồng tiền về nuôi cho anh em của thầy ăn học. Tự nhiên thầy thấy cái hình ảnh đó, tự nhiên cứ mỗi chiều á, cứ mỗi chiều mà trời chập tối á, thì thầy thấy cái hình bóng mẹ lại về. Mà lúc đó thầy không có hiểu là mẹ phải hy sinh cho mình nhiều như vậy đâu. Thầy cứ nghĩ rằng là cái đó là cái gì đó tự nhiên của người mẹ, còn bản thân thầy là phải sống thôi, rồi mình ăn, mình sống qua ngày vậy thôi, chứ không có lo cho mẹ. Có những buổi chiều thầy thấy mẹ về mà đi không nổi con, thì điều đầu tiên á, thầy chạy ra thầy mừng mẹ. Không phải là mừng vì cái gì ấy, mà thầy mừng vì lúc nào mẹ về cũng có bánh. Nó nói vậy đó, mình có bánh thôi à, thì nghĩ đến bánh thôi chứ không có nghĩ đến mẹ khổ. Tự nhiên nghe con nói mẹ con làm công nhân, thầy nhớ đến mẹ thầy. Lúc đó mẹ không làm công nhân, mà có một thời gian thì mẹ đi bán cái kim chi. Rồi trên quê thầy á, là ở Lâm Đồng. Các con biết Lâm Đồng là có cái đặc sản gì không? Ủa, không phải. Rau cải. Đúng đúng rồi, em nói đúng đó, cà phê. Đúng rồi, trà với cà phê á. Bữa nào các con có dịp đi ngang Lâm Đồng nha, mua trà cà phê Lâm Đồng là đặc sản á. Lâm Đồng Đắk Lắk rồi đó, cao nguyên là trà với cà phê là ngon lắm. Thì nhà thầy ở đâu có vườn, cho nên khi mà đến mùa cà phê các con biết không, là mẹ đi làm gì? Thứ nhất mẹ đi làm công, mới làm công. Sau khi mà qua mùa xong á, ví dụ hái xong rồi đúng không, thì mẹ mới đi mót lại những hạt cà phê mà nó rớt lại á, không biết không, những hạt cà phê mà nó rớt lại ở dưới, lúc này người chủ người ta bỏ rồi, thì mới xin mót lại từng hột á. Các con biết không, các con biết cái hột cà phê không, nguyên cho các con thấy nó rất nhỏ đúng không,
mà đi lượm á, một gốc cây có bao nhiêu hột đâu mà đi lượm từng hột lại con, rồi đem bán cái đó để mà có tiền nuôi các con. Thì thầy nghĩ ở đây cha mẹ các con cũng vậy á. Mỗi chúng ta, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nếu như các con có may mắn á, các con sinh vào một cái gia đình mà ba mẹ của các con mà có tài sản, có tiền hoặc là có nhà, có xe, nói chung là đời sống đỡ vất vả thì đỡ khổ cho cha cho mẹ. Nhưng nếu như mà ba mẹ các con mà nghèo khó mà sinh các con ra, các con biết không, ba mẹ phải hy sinh cho các con nhiều lắm. Có những người, có những người cha, có những người mẹ làm lo cho con. Khi mà con bắt đầu ra trường học xong lớp 12 hoặc là học xong bằng đại học thì lúc đó là cha mẹ đi không nổi nữa. Nhớ vậy đó, các con thấy rằng là những gì các con ngày hôm nay, các con từng cái tiền học của các con, từng bát cơm các con ăn, xe các con đi, các con nên nhớ đó là mồ hôi, là nước mắt của cha mẹ các con. Cho nên là thầy chỉ mong làm sao qua cái bài pháp này các con nhìn lại để thấy rằng cha mẹ mình có những cái hy sinh to lớn lắm. Mà thường thường tuổi của mình là còn nhỏ đúng không? Cho nên mình hay quên. Các con nhớ vậy, tuổi còn nhỏ hay quên. Thầy có đọc một câu chuyện như thế này. Có cái em đó, mấy ông khi mà nó còn nhỏ đi học á, mỗi lần nó vào trường á, thì bạn bè nó là chọc nó. Chọc nó cái gì con biết không? Chọc là: "Ê, tao thấy mẹ của mày có một mắt à. Tao thấy mẹ mày có một mắt à." Không biết không, nó mặc cảm lắm. Nó cảm thấy nó xấu hổ, nó hổ thẹn với bạn bè. Tại sao bao nhiêu đứa bạn học trong lớp nó không chọc mà đi chọc mình? Mà nó chọc mình cũng có cái lý của nó, là vì thật sự mẹ của đứa bé này có một mắt à. Nó con biết một mắt không? À, có một mắt à con. Thì cho nên nó là những cái người bạn bè mới chọc là: "Ê mày, con bà một mắt." Nó chọc rồi đó. "Ê thằng kia, mẹ mày có một mắt à." Tự nhiên nó chọc quá, nó cố ý chọc cái đứa bé này. Thì nó cảm thấy nó đau khổ. Nhỏ mà nó cảm thấy nó mặc cảm, rồi nói là: "Trời ơi, tại sao á mẹ sinh ra con mà mẹ có một mắt à? Để cho biết bao nhiêu cái đứa bạn của con nó chọc con là mẹ của con chỉ có một mắt." Hôm đó nó đang học, và chúng biết đang học trong trường á, thì mấy đứa bạn chọc: "Ê thằng kia, mẹ mày có một mắt à? Tổng cộng mày với mẹ mày có ba mắt à." Nó chọc vậy á. Cái đứa bé này nó mặc cảm, nó chịu không nổi nữa rồi. Chúng biết nó tức quá, nó tức, nó buồn, nó khổ. Một phần nó giận mẹ nó nữa. Cái nó trong trường nó bỏ, nó chạy về. Nó chạy về, mà chúng biết không, là nó mới trách mẹ nó, là tại sao mà mẹ của con chỉ có một mắt, để cho nhiêu bao đứa bạn của con nó chọc con không dám bước vào trường. Mà chúng biết bà mẹ không nói gì hết, chỉ ôm đứa con vào lòng thôi. Rồi khi bà ôm đứa con vào lòng xong thì bà khóc, bà không nói gì hết. Mà chúng biết cái đứa bé này sau này nó lớn lên, nó đi học, và em này nó học rất giỏi, và sau đó nó ra nước ngoài, nó lập nghiệp và nó định cư ở nước ngoài. Thì chúng biết là trong tâm của nó đó, nó hình dung về mẹ của nó đó là có một cái lỗi lầm gì với nó. Nó cảm thấy nó không vui khi nghĩ về mẹ nó. Thì một đứa con lớn lên đó, thì nó cũng làm, nó cũng gửi tiền cho mẹ. Nhưng mà đại chúng biết, các em con biết không, gửi tiền là gửi về cho có để lo cho mẹ thôi, như cái bổn phận vậy thôi à, chứ nó không có cái tình trong đó. Cho đến một thời gian cái em này nó lấy chồng, nó lấy vợ và có con, thì cái bà này là bà nội, mà khi mà có con gọi là bà nội mà không dẫn về thăm. Các con biết là bà thì thường nhớ cháu ấy. Thì hôm đó bà mới mạo muội, bà tự đi qua bà thăm cái đứa cháu, với thăm vợ, thăm gia đình của anh ta ở bên nước ngoài đó. Thì khi mà anh ta thấy bà qua, anh ta mới giận. Anh nói: "Tại sao bà lại qua đây?" Tại vì thật sự anh không có muốn bà qua. Anh có tiền anh chỉ gửi về cho mẹ anh sống thôi, như là cái nhiệm vụ anh phải làm thôi, chứ thật ra anh không có thương mẹ. Và trong tâm anh á, anh giấu luôn mẹ của mình với bên nhà vợ của mình luôn. Vì sao? Vì anh không muốn bên nhà vợ của mình á, biết mẹ của mình bị mù một mắt, bị chột một mắt. Và chúng biết khi mà bà qua á, bà mừng lắm, bà thấy con mình, bà thấy bà cháu nội của mình, bà mừng lắm. Nhưng mà anh ta nói một câu của bà hết luôn đó: "Thôi bà đi về đi, mà đừng để cho vợ, cho cháu như bên nhà vợ thấy cái khuôn mặt của bà." Bà chúng biết bà nghe bà buồn lắm, bà mới đi về. Thì một thời gian sau á, khi mà bên chùa bên Việt Nam là những người bạn cũ của anh á,
là có một cái buổi họp lớp lại, và cũng có một cái việc là anh mới đi về Việt Nam. Thì khi mà về đại chúng biết thì nhân việc đó anh mới ghé anh thăm mẹ của mình. Thì khi mà anh ghé anh thăm mẹ thì một cái tin buồn là bà mới mất. Bà mới mất rồi. Thì khi bà mất xong thì trong gia đình thì đâu có con đâu. Thì lúc này anh ta ở nước ngoài rồi, thì có một mình bà thôi. Cho nên những người xung quanh, người ta đã lo cho bà, lo đám cho bà. Thì khi mà lo đám xong thì người ta mới thấy bà để lại một cái bức thư. Bà để lại một cái bức thư. Thì trong cái bức thư đó bà mới viết như thế này nè đại chúng, là sở dĩ bà viết cái bức thư này là viết cho cái anh này: mẹ luôn luôn thương mến con. Bà mới nói là tại sao con biết, con có biết tại sao mẹ chỉ có một mắt không? Thì bà ta mới kể là khi hồi nhỏ là cái đứa con của bà nó ham chơi. Thì trong một lần còn nhỏ ham chơi chạy nhảy á, con biết không, thì có cây á nó mới đâm trúng một cái mắt của đứa con này. Thì tình mẹ thương con mà thấy như vậy rất là lo, cho nên đưa đứa con vào bệnh viện để mà khám. Thì bác sĩ cuối cùng nói là sao con biết không? Nói sao? Cái đôi mắt này đã hư rồi. Đã hư. Có nghĩa là từ nay trở về sau, cái đứa bé này sẽ bị mù một mắt, sẽ bị hư một mắt. Và lúc đó bà ta khóc lên, bà ta đau khổ lắm. Bà ta mới nói với bác sĩ là có cái cách nào để có thể giúp cho con của con nó được sáng mắt hay không. Thì lúc này ông bác sĩ mới nói có cách, nhưng mà bà làm được không? Mới hỏi cách nào, đó là bà có thể hy sinh con mắt của bà để cho đứa bé này không, cho con của bà không? Đại chúng biết. Thì lúc đó đó, cái tình mẹ thương con mà. Thưa đại chúng, thưa các con, khi mẹ mình, khi cha mình thương mình đó, đừng có nói một con mắt nha, mà cả mạng sống cha mẹ mình cũng có thể hy sinh được cho mình. Thì bà mới hy sinh đó, cái con mắt của bà cho cái đứa bé này. Nhưng rồi bà giấu tiệt cái chuyện này luôn. Bà giấu tiệt luôn các con. Thì sau này á, cái đôi mắt của đứa bé nó sáng. Nhưng mà bù lại thì người mẹ làm sao? Mẹ sao bị mù hết con mắt. Và bà im luôn, bà cũng không nói với đứa con là sở dĩ mà mẹ bị mù một con mắt là do mẹ đã cho con một con mắt. Các con thấy không, một sự hy sinh cao cả không? Cao cả không các con? Rất là cao cả phải không? Rất là thiêng liêng. Vậy mà đứa bé sau này nó không có hiểu cái điều đó. Nó cứ nghĩ rằng là chính vì mẹ có một mắt thôi, mẹ đã làm cho con biết bao lần tủi hổ, mẹ đã làm cho con biết bao nhiêu lần con cảm thấy mặc cảm với bạn bè của mình. Trong khi đó nó không biết rằng là cái đôi mắt của nó sáng như ngày hôm nay là do mẹ của nó cho nó con. Trong đời chúng ta cũng vậy. Nó không biết không? Có rất nhiều lần mẹ mình hy sinh cho mình, cha mình hy sinh cho mình và chịu những mất mát, nhưng mình không hiểu điều đó. Vì mình còn nhỏ, vì mình chưa có nhận thức được. Mẹ cha hy sinh cho mình nhưng mình không thấy. Mình đòi hỏi cha, đòi hỏi mẹ đủ thứ hết. Trong khi đó mình không thấy được cái sự khổ nhọc của cha mẹ. Cũng như trong câu chuyện này, nó con thấy cái đứa bé này, đúng không? Nó cảm thấy nó tủi hổ, nó cảm thấy nó mặc cảm với bạn bè vì mẹ nó có một mắt thôi. Nhưng nó không thấy rằng cái đôi mắt nó sáng ngày hôm nay là mẹ nó cho nó. Có khi nào các con nhìn lên mái tóc của mẹ mình chưa? Có ai nào ở đây, ai giơ tay cho thầy đã từng nhìn lên mái tóc mẹ, đã thấy tóc mẹ trắng rồi? Ai đã từng nhìn? Rồi, ở đây chỉ có một số em thôi phải không? Còn thầy cảm ơn các con nha. Các con thấy tóc mẹ mình trắng rồi đúng không? Trắng có nghĩa là gì các con? Nghĩa là già rồi phải không? Mà già thì sao các con? Yếu thì sao? Yếu thì cái ngày mà mẹ mình ở bên cạnh mình không còn lâu nữa. Con nhớ không? Mẹ mình đã yếu, đã già rồi, có nghĩa là cái ngày mà mẹ mình ở bên cạnh mình không còn lâu nữa. Cho nên hôm nay thầy kể cái câu chuyện này á, thầy muốn nói với các con điều gì? Là mẹ mình á, mắt của mẹ mình ngày hôm nay đã mờ đi vì các con đó. Vì các con á. Như hồi nãy em ở đây nói cho thầy biết là đôi tay của mẹ đã chai đi vì hằng ngày mẹ làm công nhân phải không? Mẹ dùng cái đôi tay này, dùng mồ hôi này để mà làm ra đồng tiền. Để làm chi? Để lo cho các con. Cho nên đôi tay của mẹ chai,
mắt của mẹ mờ và tóc của mẹ bạc, cái lưng của mẹ còng hơn, là vì ai các con? Là vì các con đó. Cho nên đó, thầy mong muốn nếu như ở đây các con mà ai còng mẹ đó, đừng có làm mẹ buồn nhé. Đọc theo thầy câu này nè: ai còng mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đọc lớn lên. Đọc to lên. 2, 3. Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. 2, 3. Giờ các con làm được điều này không? Bây giờ các con á, có thể lát nữa đây thầy sẽ đưa cho các con, quý sư cô sẽ đưa cho các con một cái tờ giấy nha. Các con viết lên nha, những cái công ơn của mẹ cha, cũng như các con xin lỗi mẹ, xin lỗi cha. Các con nhớ đến những cái lỗi mà các con đã làm cho cha mẹ buồn. Và các con có dám mạnh dạn nói lời xin lỗi không? Dám không? Ai dám đưa tay này coi? Còn mấy em kia, mấy em kia làm sao? Thì con nói làm thiệt nha. Hồi giờ thầy nói lại nè, ở đây lát nữa thầy sẽ gửi cho các con một cái tờ giấy nha. Và các con viết những cái bức thư về cho cha mẹ. Trong cái bức thư đó các con nói gì? Thứ nhất, các con cảm ơn cha mẹ, những cái sự hy sinh của cha mẹ đã dành cho các con. Và thứ hai, các con có dám nói lên những cái lời xin lỗi vì một số lần nào đó các con làm cho cha buồn, cho mẹ buồn? Ai dám làm điều này? Ai dám làm? Gần một nửa ha, gần một nửa hội chúng. Thầy xin chúc mừng các em, những người dám viết những cái lỗi. Và thứ nữa là các con nói như vậy, các con hứa nha, sau đây có biết lỗi xong thì mình phải hứa với cha với mẹ là từ nay con sẽ không dám làm những điều như đó nữa. Đây là những cánh thư yêu thương các con ha, những cánh thư yêu thương, những lời nói yêu thương, những lời nói xin lỗi mà bao lâu nay con không dám nói. Không, bao lâu nay con không dám nói với cha. Thương mẹ thì thương lắm nhưng mà không dám nói con thương mẹ. Thương cha thì thương lắm nhưng mà con không dám nói con thương cha. Đôi khi mình có lỗi á, cha mình rầy, mẹ mình đánh á, mình cũng giận lắm, mình cũng biết lỗi đó, nhưng mà tuyệt đối là mình không nói lời xin lỗi. Hôm nay các con mạnh dạn lên nha, nói những lời yêu thương đến cha mẹ, nói những lời xin lỗi đến cha mẹ, và mình xin hứa mình sẽ trở thành một người con ngoan để bớt làm cho cha mẹ buồn. Hôm nay thầy hỏi các con điều này, có thể thầy sẽ đụng đến vết thương của các con. Trong đây là mùa hạ, chỉ còn sắp tới thì chúng ta có buổi lễ Vu Lan. Thường thường các con biết á, trong lễ Vu Lan thì có lễ gì? Thầy mời con. Lễ cài hoa, hoa gì? Hoa hồng, chứ không phải là hoa ly, hoa dâm bụt nha. Cài hoa hồng, rồi, thầy cảm ơn con. Trong lễ Vu Lan á, có lễ cài hoa hồng. Các con biết cài hoa hồng trên ngực á, tượng trưng cho điều gì các con biết không? Thầy mời một em trai nhỏ đó. Rồi, mời con đó, đúng rồi. À, rồi nếu như một người mà không còn cha còn mẹ thì cài hoa gì con? Mời con. Cài hoa trắng hả? Rồi, cảm ơn con nha. Một người mà còn cha còn mẹ thì mình cài trên ngực đá hoa hồng. Còn một người mà không còn cha còn mẹ thì cài hoa trắng. Thầy xin chúc mừng các con, những người có trong khóa tu lần này còn cha còn mẹ. Nhưng thầy không biết ở đây có ai cha hoặc mẹ đã không còn bên mình không? Thầy cảm ơn các con. Thầy cùng các bạn ở đây xin chia buồn nhé. Xin chia buồn đến các em. Không phải ai trong chúng ta cũng có hạnh phúc là còn cha còn mẹ đâu. Khi xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời
lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Độ nhỏ tôi không tin thân yêu sẽ mất, hôm ấy tôi thẫn thờ và nghi ngờ trời đất. Kỳ nhà ai sung sướng, mẹ con vỗ về nhau, tìm mẹ tôi đâu thấy, khi buồn biết trốn đâu. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi, tôi thấy tôi mất mẹ, là mất cả bầu trời. Các con biết đây là một cái bài thơ của một em mất mẹ làm bài thơ này. Trong bài thơ này các con có thấy một người mất mẹ như là mất đi cả bầu trời. Các con nói vậy đó. Cho nên ngày hôm nay các con còn cha còn mẹ, đó là một cái diễm phúc lớn trong đời của mình. Đức Phật nói là cha mẹ còn bên cạnh mình như là còn Phật tại thế vậy đó. Con nhớ vậy đó. Cha mẹ bên cạnh mình như là Phật tại thế. Cho nên đó, nếu như các con ở đây còn cha mẹ mà làm cho cha mẹ mình buồn, cũng như là các con làm cho Phật buồn vậy đó. Nhớ vậy. Cho nên về nhà các con nhìn lại, lâu nay mình hay làm cho cha mẹ buồn cái gì, hay cãi cha mẹ cái gì, hay làm cái gì cho cha mẹ buồn. Sau cái khóa tu lần này, các con lên Phật, lên bàn Phật nha. Các con chắp tay lại, con xin hứa với Phật, con xin hứa với Bồ Tát Quan Thế Âm là từ nay trở đi con sẽ sống cho tốt, trở thành một người con ngoan, trò giỏi, để cho cha con bớt khổ, để cho mẹ con bớt buồn. Con biết là trong những ngày tháng qua con đã nhiều lần con nói, con làm, con cãi lại cha, con cãi lại mẹ, làm cho cha mẹ nhiều lần mất ăn mất ngủ vì con. Và con biết có nhiều lần cha mẹ đã khóc vì con rất nhiều. Hôm nay con biết được những lỗi lầm đó của con. Con xin đối trước Phật, con xin đối trước Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con xin sám hối những lỗi lầm đó. Và con hứa sau khóa tu này con sẽ lột xác, con sẽ đổi mới, để con trở thành một người con có hiếu. Các con dám làm không? Làm được không? Được không các con? Được không? 2, 3, được không? Sau khi nha viết những cánh thơ xong thì lúc nào đó tùy các con, các con rảnh các con lên bằng Phật, các con hứa với Phật nha. Mình đi khóa tu xong về á là mình phải đổi khác, để cho mẹ cho cha cảm thấy vui vì mình. Nhất là ở đây á, những em á mà còn mẹ còn cha phải biết trân quý. Có những người các con biết không, mong muốn á, mẹ cha đánh cho mình một roi vào mông cho thật đau, nhưng không có đâu con. Chỉ mong muốn mẹ mình, cha mình bắt mình nằm xuống để đánh đòn mình. Nhưng còn mẹ nữa đâu mà đánh con, còn cha nữa đâu mà đánh đòn mình. Nên Mạnh Tử ông mới nói một câu đó: mọc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi phong bất tội. Có nghĩa là cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Con muốn báo hiếu cha mẹ nhưng cha mẹ không còn nữa. Ngày hôm nay các con còn cha, các con còn mẹ bên cạnh mình, các con có những cái điều kiện của hạnh phúc, các con có những vị Phật bên cạnh mình mà các con làm cho vị Phật đó buồn, thì lỗi của các con lớn lắm đó. Thật sự khi mà thầy nói tới đây á, thầy cũng nhớ đến hồi nhỏ của thầy, cũng có những lúc thầy cãi cha, có những lúc thầy cãi mẹ để cho cha mẹ buồn khóc vì thầy. Thì sau này xuất gia thầy mới biết cái những lỗi lầm đó, thầy sám hối trước Phật và thầy mới nguyện là bây giờ con không có còn bên cha nữa, bây giờ con không có còn bên cạnh mẹ nữa, thầy ở trong chùa thì thầy ráng tu học và thầy ráng phụng sự để giúp đời. Thì con biết mẹ mình á, cha mình sinh ra mình đúng không, các con cứ làm tốt cho nhiều người á, thì cái phước đó là con đang hồi hướng lại cha mẹ nha. Các con nhớ đó, cha mẹ mình sinh ra mình mà mình sống không có trở thành một con người tốt á, thì là mình bất hiếu với cha mẹ.
cha mẹ mình sinh ra mình, mà từ các con lại làm những cái việc tốt, các con sống thành một con người tốt và làm lợi ích cho nhiều người á, thì cha mẹ của các con có phước. Con nhớ vậy đó. Từ vì các con là sự tiếp nối của cha mẹ, cho nên các con phải tiếp nối làm sao đó mà để cho cha mẹ của mình á được nở mặt nở mày. Các con tiếp nối làm sao mà để cho cha mẹ của mình á cảm thấy rất là vui khi mà có một người con, cha mẹ cảm thấy hãnh diện. Có những người con các con biết không, hành khổ cha mẹ dữ lắm. Hành khổ từ nhỏ, hành khổ đến lớn luôn. Đôi khi thầy thấy có những người cha, có những người mẹ các con biết, đi vào hòm, sắp sửa vào hòm rồi mà vẫn phải lo cho đứa con. Vẫn phải lo cho đứa con. Tình mẹ, tình cha thương con là như vậy đó. Mà mình không thường không thấy được đâu. Vừa rồi thầy có thấy một cái em, có biết một cái em Phật tử này. Cha của em bị một cái bệnh rất là nặng. Em mày lúc đó chưa biết đến Phật Pháp nha. Lúc đó còn khoảng 20 tuổi, còn ham chơi lắm. Là đi cà phê nè, rồi đi chơi với bạn bè, rồi về nhà cái ba mẹ nói cái sao, cái cãi. Cãi là cha mẹ con gái mà, con gái Úc nên cha mẹ thương lắm. Ba mẹ nói cái gì là cãi cái đó, ngang bướng lắm, thích làm theo ý của mình thôi. Cái rảnh rỗi là đi chơi bạn bè, không có lo cha mẹ gì hết. Mà cha mẹ thì thương. Không biết hôm đó đó, ba của em mới bị một cái bệnh rất nặng. Và nằm trong bệnh viện á, thì bác sĩ mới trả về. Bác sĩ trả về, bác sĩ nói là cái bệnh này á, không cứu được nữa. Cái bệnh này sẽ không cứu được nữa và trở thể trả về, chỉ nằm coi như là chờ chết thôi các con. Thì cái lúc này á, em này nó mới thấy nó có lỗi. Là lâu nay mình ham chơi quá, phải không? Không có la, không có lo cho cha, không có lo cho mẹ gì hết. Để đến bây giờ là cha mẹ là để đến bây giờ cha của mình hấp hối rồi. Giờ muốn lo cho cha cũng không biết lo làm sao hết. Mà chúng biết cái em này á, mới vào chùa. Cái này mới vào chùa thì mới khấn trước Bồ Tát Quan Thế Âm vậy nè. Là con xin nguyện với Bồ Tát Quan Thế Âm. Là con xin sẽ trở thành một người con tốt. Từ nay trở đi con sẽ sống tốt. Và con biết tu tập, con biết làm phước. Con trở thành một con người tốt. Và con nguyện nhờ cái công đức này, những cái công đức sau này con làm được, con xin Bồ Tát Quan Thế Âm là cho cha của con nó lành bệnh. Và chúng biết không, cái em này nó xin tha thiết lắm. Tại vì ba của em lúc này chỉ còn nằm đó là chỉ còn chờ vài ngày nữa thôi. Bác sĩ nói là chỉ còn vài ngày nữa ra đi đó. Nằm chờ chết thì cái em này vào chùa nó nguyện tha thiết lắm. Các con biết một cái phép màu xảy ra như thế này nè. Là khoảng một tuần 10 ngày sau á, thì tự nhiên cái bệnh của ba em á, tự nhiên nó đỡ. Nó đỡ một cách rất là lạ kỳ. Đỡ cách lạ kỳ lắm. Khi mà đưa vào lại cho bác sĩ á, thì bác sĩ là nói là bây giờ bị một cái mục ở đây, ngay cái tim á, mà mổ á, cũng chết. Mà bây giờ á, là không mổ á, thì sao? Thì cũng chết. Bị bóc tách động mạch chủ á, nếu mà mổ ngay trái tim là cũng chết. Mà bây giờ không mổ thì đưa về nhà cũng nằm chờ chết. Thế con biết sau khi các em nó nguyện xong á, thì các con biết không, khi mà đưa vào lại bác sĩ á, thì bác sĩ lại thấy á, cái động mạch đó, cái bóc tách động mạch chủ nó gần trái tim á, nó lại chạy xuống ở dưới chỗ gần cái lưng á, thì chỗ đó lại không nguy hiểm. Cho nên mổ không sao hết. Bây giờ ông vẫn còn sống. Nhưng mà một điều kỳ lạ là sau khi mà em đó nguyện xong thì em đó sao? Các con biết không? Hôm sau bệnh luôn. Nó bệnh nhưng mà như thế này. Nó ngủ dậy một giấc á, tự nhiên ăn chay, muốn ăn chay luôn à. Ngủ dậy một giấc là muốn ăn chay luôn. Và từ đó cho đi là ăn chay luôn đến bây giờ. Và từ đây sống một con rất là tốt. Nó thay đổi trong một đêm thôi các con. Trong một đêm nguyện xong là tháng hôm sau lại muốn ăn chay luôn. Và nhớ với lời hứa với Phật vậy đó, là con sẽ sống tốt để cho hồi hướng công đức cho cha mẹ con. Con làm những điều tốt, con hồi hướng cho cha mẹ con. Thì con biết lại như thế này nè, khi mà em nó muốn ăn chay á, thì mẹ lại thương con mà không cho ăn chay. Con biết không, mẹ cứ nấu đồ mặn á, mà em này nó vừa ăn vô một cái á, là nó nằm nó thoi thóp, nó thở như gà thở vậy, thở sắp chết luôn á. Nhưng mà lên bằng Phật á, xin Bồ Tát Quan Thế Âm thôi, con hứa con ăn chay lại á, thì nó lại hết. Nó lại hết đâu. Nó lạ đó. Thì bà mẹ bà thấy là wow, con mình nó bây giờ nó ốm yếu quá. Mà nếu nó ăn chay vậy nó bệnh nữa. Cái cận tuần 10 ngày sau thấy nó ăn thương quá. Dù mình ăn đồ mặn phải không, biết bao nhiêu đồ ăn phải không, mà nhìn xuống con mình nó ăn có mấy món à, còn chay lạc không à, nó thiếu chất. Cái nó thôi con ơi, lâu lâu con ăn miếng đi, bây giờ mẹ nấu cho con miếng súp gà.
nấu xong ép ăn, vừa ăn vô lại nằm thoi thóp thở nữa, thở nữa, mấy ông thở mà nó sắp chết luôn á. Bây giờ sao? Lên thắp nhang, con thưa Bồ Tát Quan Thế Âm chứng minh cho con, con sám hối sau không ăn nữa. Hết cái xong bà mẹ vẫn nói là sao kỳ lạ quá, thì ăn thêm thời gian nữa. Thì bà mẹ nói tội quá đi, cứ mỗi lần ăn cái thấy đứa con ăn là thấy thương, nó thôi bây giờ mẹ nói cho con ăn, ăn ráng ăn thêm chút đi, đồ mặn đi con, chứ con ăn vậy con bệnh chết á. Mà chú biết không, lần này ăn xong á là em nó lại bệnh nữa, mà bệnh lần này nặng luôn, thở không nổi, tưởng như ra đi rồi đó. Không biết lần này là cái em nó lên bàn thờ Phật cái thắp nhang, nó xin cho con hết, lần này không hết, quá ba lần, lần này không hết, đau luôn. Thì em mới nói là thấy chưa, mà ép con ăn mặn hay chưa, thôi bây giờ á mày lên bàn Phật á, mày hứa với Phật đi là mẹ cho con ăn chay luôn đi, ăn chay trường luôn đi, thì con nghĩ là Phật sẽ cho con hết bệnh. Em mới nói đó, năm đó 20 tuổi thôi đấy chú. Đúng là bà mẹ lên hứa với Phật là thôi nếu mà con của con có duyên nó ăn chay á, thì xin cho con của con hết bệnh, từ nay con không cản con của con ăn chay nữa. Thì chúng đúng sự thật vậy đấy. Thì sau khi bà nói xong thì em lại hết đau, và từ đó cho đi bà lại không có cản. Cho nên thầy nói với các con là gì ạ? Cái em này nè, khi thấy cha mình bệnh á mới giác ngộ ra, mới thương cha. Và trước đó cãi cha lắm, con gái, con gái út nữa, nên cha mẹ thương nói gì cũng cãi hết. Mà cũng may cho em này các con nha, ba còn cứu kịp. Rồi cũng một em Phật tử của thầy, em này là em trai, biết là ba em á bị bệnh như thế này là cái chân của ba em á bị liệt, bị liệt cho nên là đi đứng không có được, nằm một chỗ vậy thôi. Mà em này quậy dữ lắm các con, quậy phá đủ thứ hết, ăn chơi đủ thứ hết, là không có thương cha mẹ gì hết, làm bao nhiêu á là xài, không lo cho cha mẹ, không nói rồi, mà còn về xin tiền cha tiền mẹ nữa. Mà khi người cha nằm đó không có biết lo cho cha, cho đến khi mà cha qua đời á, thì con biết là mẹ thì đạo Phật phải không, nhà đạo Phật, thì qua đời thì làm đám cho cha á, là cứ mỗi tuần thất á là vào chùa để mà tụng kinh cầu nguyện cho ba. Thì em này á cứ mỗi tuần thất vào chùa tụng kinh cho cha thì đi, thì đi vậy thôi, chứ thật ra là không có muốn đi để mà làm, để hồi hướng, để tụng kinh cho cha. Mà khi em nó vào tụng kinh á thì em nó mới hiểu ra, từ từ khi mới hiểu ra Phật pháp á các con, mới hiểu ra là lâu nay mình sống như vậy, lâu nay mình đối xử với cha mẹ mình như vậy là một cái điều rất là bất hiếu. Cha nằm đó mà không giúp cho cha được một chén cháo, cha nằm đó mà không đút cho cha được muỗng sữa, cho đến ngày hôm nay khi anh ta hiểu rồi á, anh ta mới muốn mua cho cha mình một hộp sữa, nhưng anh ta không mua được các con, không còn mua được nữa. Không phải vì anh không có tiền, mà vì không còn cha để mua nữa. Lúc đó anh mới hối hận, anh mới hối hận. Khi mà cha mất rồi thì lúc đó mới hối hận là cái lúc mà cha nằm bệnh trên giường á, thì không thấy được là cha mình đang trông ngóng mình chừng ngày, cha mình đang mong mình từng phút từng giây để mong cho mình chỉ cần đút cho cha một muỗng cháo, một hớp sữa thôi ông cũng vui, mà anh không làm được nghe các con. Và đến khi cha mất rồi mà vào chùa tụng kinh rồi đó, anh mới giác ngộ. Sau này anh nói với thầy một câu, anh nói là khi cha con còn nằm đó trên giường bệnh, con không mua được cho cha của con một lon sữa. Giờ đây cha con mất rồi, con không thể mua cho cha con một lon sữa nào nữa hết. Giờ con có thể mua được 1000 lon sữa, nhưng cha con là không còn nữa. Các con cũng vậy nha, các con còn mẹ nè, các con còn cha nè. Nếu các con có thể làm được cái gì cho cha mẹ, các con nên làm. Đừng có làm cho cha mẹ mình buồn, đừng có làm cho cha mẹ mình khóc. Vì sao? Vì cha mẹ đã khổ vì mình nhiều lắm rồi. Con nhớ đó, cha mẹ đã khổ vì mình nhiều lắm rồi, mà các con còn làm khổ cho cha nữa, các con còn làm khổ cho mẹ nữa, thì lỗi của các con lớn lắm đó. Người xưa ông bà ta nói như thế này nè, đúng không? Nếu mình bất hiếu với mẹ cha thì con bất hiếu với ta khác gì? Nếu mình ăn ở vô nghì thì con của mình đó, nó cũng ăn ở với mình, cũng bất hiếu như vậy. Có nghĩa là nếu ngày hôm nay các con sống, các con đối xử với cha mẹ của mình bất hiếu, thì sau này con của các con đó, cũng đối xử lại với các con một cách bất hiếu như vậy.
Con nhớ đó. Cho nên là bây giờ sau này các con lớn lên, các con lập gia đình, các con có vợ, các con có chồng, thì con của các con nó có hiếu với các con hay không là do bây giờ nè. Do bây giờ các con sống và các con đối xử với cha mẹ tệ bạc, thì sau này các con cũng bị con của mình đối xử với tệ bạc. Như vậy đây là luật nhân quả trong nhà Phật của ta. Khi mà nói đến đạo hiếu, các con hay nghe nói đến ngày nào? Vu Lan thì biết rồi, nhưng mà nghe nói đến ngày nào là ngày đại hiếu? Đúng rồi, ngày Mục Kiền Liên. Các con có biết tôn giả Mục Kiền Liên không? À, các con đã đọc kinh Vu Lan và kinh báo hiếu cha, công ơn cha mẹ chưa? À, đó, cái nhân duyên là do ngày Mục Kiền Liên đó các con. Khi mà mẹ mất rồi, thấy không? Ngài mới tìm cách để Ngài độ cho mẹ. Các con biết vì sao mà ngày Mục Kiền Liên á lại độ, tìm độ cho mẹ của mình không? Là do như thế này nè các con. Là trong cái kiếp quá khứ á, có một cái kiếp đó, ngày Mục Kiền Liên á, là một vị hòa thượng tu ở trong chùa. Là vị hòa thượng. Thì sáng hôm đó đó, hòa thượng mới có việc. Hòa thượng mới nói là ngày mai hòa thượng có việc đi, và có vị đại thí chủ tới đây cúng dường. Cho nên hòa thượng trước khi đi á, hòa thượng mới dặn mấy chú tiểu á, mấy chú tiểu là mấy chú mấy cô nhỏ vô chùa tu á, con biết không? Còn nhỏ thì gọi là chú tiểu. Đó như con đó gọi là cô tiểu ha. Là chú tiểu, cô tiểu còn nhỏ để chớp ha. Thì hòa thượng dặn là ngày mai hòa thượng có việc đi. Các con ở nhà, ở chùa, các con làm hương đăng, chánh điện sạch sẽ để các con đón nha. Một vị đại thí chủ ngày mai sẽ vào chùa của mình thắp nhang. Nhưng mà hòa thượng bận việc, hòa thượng đi. Hòa thượng dặn chú tiểu ở nhà để đón cái vị đại thí chủ đó. Các con biết là sáng hôm sau á, khi mà hòa thượng đi thì mấy chú tiểu á là lo dọn dẹp sạch sẽ hết để đón thí chủ. Mà đợi đến trưa luôn, chẳng có thấy thí chủ nào hết á. Đợi đến trưa chẳng thấy thí chủ, đại thí chủ nào tới hết. Thấy có một bà già ăn xin tới à. Thấy có bà già hay đi ăn xin tới thôi. Thì lúc này á, là bà già bà mới xin vào á, là bà để bà thắp nhang lễ Phật. Nhưng mà chú tiểu nói như thế này nè, bà thông cảm cho, bà đợi giùm nha. Tại vì ngày hôm nay á, hòa thượng dặn có một vị đại thí chủ tới, cho nên chúng tôi đang đợi vị đại thí chủ tới để thắp nhang nữa. Rồi sau đó đến bà. Thầy chúng biết là cái bà này một cái tâm thành lắm, bà muốn vào bà thắp nhang thôi. Nhưng mà cái chú tiểu này không cho, cứ nói bà ngồi đợi. Bà ngồi đợi đến trưa, đến quá trưa, đợi hoài mà đâu có thấy đại thí chủ nào tới đâu. Mà xin vô thắp nhang á thì chú tiểu không cho. Chú tiểu nói là có vị đại thí chủ tới, cho nên bà thông cảm cho, bà đợi đại thí chủ tới để bà vào. À, chú biết đợi hơn quá chưa. Chú tiểu á thì không thấy đại thí chủ nào đâu hết. Lúc này cái bà già bà giận rồi. Bà già bà giận rồi. Lúc đó là chú biết không, bà chỉ vào bà cúng một lon gạo thôi. Một lon gạo, vì bà là một người ăn xin, nghèo khổ lắm các con. Bà đi lượm từng hạt gạo, đi xin từng hạt gạo như vậy đó, để bà thắp nhang, để bà cúng dường lên cho Phật. Thì các con thấy ở đây cái lòng của bà có tha thiết không? Tha thiết không? Rất là tha thiết nha. Rất là thành kính, rất là tha thiết. Dù cái phẩm vật của bà cúng dường lên cho Tam Bảo, cho Phật á, chỉ là một lon gạo thôi. Nhưng mà các con thấy ở đây là cái lòng của bà rất là tha thiết, cái tâm bà rất là thành. Mấy chú tiểu á, thì cứ nghĩ là một vị đại thí chủ á, là một người nào giàu có quyền y như thế nào đó, đợi hoài đâu thấy đâu, nên cũng không cho bà lão vào. Lúc này bà giận lên. Con biết á, bà mới nắm gạo á, bà hất ra trước sân chùa, bà đổ ra trước sân chùa luôn. Bà đổ ra trước sân chùa thì bà mới nguyện như thế này, bà nói là hồi nay là bà không còn kính Phật Pháp Tăng gì nữa hết. Nghĩa là từ nay trở đi á là Phật Pháp Tăng, bà không còn cái niềm tin đến Phật Pháp Tăng nữa. Và lúc đó là bà bỏ về. Và trong lòng của bà là không còn tôn kính Phật, không còn tôn kính Pháp, không còn tôn kính Tăng gì nữa. Cũng như là bà buồn, bà giận, bà bực bội á con. Cũng như bà bỏ chùa luôn. Bỏ chùa rồi mà bà có những cái lời nói mà không tôn trọng đến Phật Pháp Tăng nữa. Mà các con biết cái lỗi, cái tội của mình mà không tôn trọng Phật Pháp Tăng, mà phỉ báng Phật Pháp Tăng á, cái lỗi nặng không? Cái lỗi rất là nặng nha. Rồi bà quăng gạo, bà bực giận, bà về. Thì khi mà hòa thượng về á, thì hòa thượng hỏi mấy chú tiểu là hôm nay các con đón đại thí chủ sao? Thì mấy chú tiểu nói dạ thưa hòa thượng, đợi hoài à, đâu thấy đại thí chủ nào đâu, thấy có bà lão à, có bà lão ăn xin à, chứ con không thấy đại thí chủ nào hết á. Thì hòa thượng mới nhìn ra sân, hòa thượng thấy, các con thấy
biết thấy cái gì không? Hòa thượng thấy gạo quăng lung tung ở sân hết. Hòa thượng biết rồi. Hòa thượng biết là mấy chú tiểu đây không hiểu ý của hòa thượng. Ý hòa thượng muốn nói đại thí chủ ở đây là người có cái tâm thành kính, có cái tâm thành khẩn, tha thiết cung kính cúng dường cho Tam Bảo. Người đó là đại thí chủ. Phải con hiểu không? Chứ không phải đại thí chủ là một người giàu có, không phải đại thí chủ là một người quyền uy như thế nào, mà đại thí chủ ở đây hòa thượng muốn nói là một người có cái tâm thành cúng Phật, thì đó là đại thí chủ. Nhưng mà hòa thượng dặn như vậy, hòa thượng dặn cũng không rõ nữa. Cho nên là mấy chú á, mấy chú cứ nghĩ đại thí chủ là một người giàu có thế nào, mấy chú đợi hoài. Cho nên là mấy chú mới không cho bà lão vào, bà giận. Thì hòa thượng mới nhìn ở trước sân á các con, là những cái gạo nó quăng ra như vậy. Hòa thượng biết cái bà lão này đang giận rồi, và bà có cái lời phỉ báng cái Tam Bảo, cho nên là cái bà sẽ bị những cái ác báo đến, ác quả đến. Và hòa thượng mới thấy là một phần trong cái việc này cũng do lỗi của mình nữa. Một phần do lỗi của hòa thượng là ngài nói không có rõ, cho nên là làm cho cái bà lão này mới thối Bồ Đề Tâm đi. Cho nên hòa thượng mới nguyện là nhiều kiếp về sau, nếu như cái bà lão này sanh ra ở đâu thì ngài nguyện làm con của bà. Các con hiểu không? Ngài nguyện là nếu như những kiếp sau cái bà lão này sanh ra ở đâu thì ngài nguyện ngài làm con của bà lão này. Để làm chi? Để mà giúp cho mẹ của mình, để trả ơn cho mẹ của mình, để mà cứu độ mẹ mình. Vì ngài nghĩ chính vì ngài mà bà lão này đã thối Bồ Đề Tâm. Và cái vị hòa thượng đó chính là ai các con biết không? Đúng rồi, chính là ngài Mục Kiền Liên. Còn bà lão đó là ai các con biết không? Đúng rồi, bà Thanh Đề. Cho nên là các con biết là bà lão này cứ sinh ra ở kiếp nào sinh ra thì ngài Mục Kiền Liên cũng là con của bà hết. Cũng tìm cách này, cũng tìm cách kia để độ cho mẹ của mình. Thì các con mới thấy là sao cái tấm lòng hiếu của ngài Mục Kiền Liên lớn không? Rất là lớn nha các con nha. Thì các con vào dự cái khóa tu này thì thầy cũng hy vọng các con noi gương ngài Mục Kiền Liên, nguyện làm con Thảo nha. Nguyện làm con Thảo. Một người mà muốn tu thành Phật, muốn tu thành Thánh, thì trước tiên các con phải nhớ giùm thầy là các con phải là một người có hiếu trước. Nhớ giùm thầy, các con muốn tu thành Phật, các con muốn tu thành Thánh, các con muốn có những cái tâm linh, đi vào những cái tầng tâm linh sâu hơn, các con muốn trở thành những bậc hiền thánh ở cuộc đời này, thì trước nhất các con phải là những người con có hiếu đó. Nhớ giùm thầy vậy. Thầy chưa thấy một vị thánh nào nha. Thầy đọc trong thiền sử, thầy đọc trong sử của các vị tổ, đọc trong chuyện của các vị tổ sư của mình, các vị thánh, thầy không nghe nói một vị thánh nào mà bất hiếu với cha mẹ hết trơn á. Mà nếu có đi nữa thì là cái lúc chưa giác ngộ thôi, phải không? Rồi sau đó đều biết sám hối và làm những cái việc công đức, đều tu tập cho tốt để hồi hướng cho cha mẹ mình hết. Cho nên thầy dặn lại, sau này các con có muốn làm được nhiều việc lớn, mà nếu như các con có muốn trở thành Phật, thành Thánh, thì các con trước tiên phải trở thành một người con có hiếu đó. Nếu như mình không trở thành một người con có hiếu thì các con không làm được gì cả. Nhớ giùm thầy vậy nha. Một người con không có hiếu không làm được việc gì đâu. Làm cái gì đổ vỡ hết. Tại vì sao? Tình cảm của mẹ cha là tình yêu thiêng liêng, là cái gì đó cao đẹp nhất, gần gũi nhất. Và cha mẹ là người đã hy sinh cho mình để mình có cái tấm thân này. Cái người mà mình mang ơn nhất trong đời này mà mình còn không đối xử tốt với người đó thì mình không tin vào người đó nữa. Các con thấy đúng không? Cha mẹ của người này là người sinh ra, là người lo lắng cho một người nên người, mà một người con đối xử với cha mẹ không ra gì, thì thầy nghĩ sau này cái người này làm gì cũng không đáng tin hết. Không đáng tin. Cha mẹ cho mình cái thân này mình còn không tôn quý nữa, mình không kính thương cha mẹ nữa, thì sau này mình làm được cái gì?
Các con thấy đúng không? Đó, cho nên đó thầy dặn lại nha. Các con có nhiều ước mơ, các con có nhiều nỗi niềm, các con có nhiều lý tưởng, để sau này các con làm cái gì đó tùy mỗi đứa các con. Nhưng thầy dặn lại, phải là một người con có hiếu cái đã. Nếu như các con chưa thành một người con có hiếu, các con đừng mong làm gì hết. Làm không có được đâu. Tại vì mẹ cha là người mà mình mang ơn suốt cả cuộc đời. Mẹ cha là hai vị Phật bên cạnh mình. Mẹ cha là người đã cho mình tấm thân này. Mình sống đây ngày hôm nay, mình làm được cái gì, mình suy nghĩ cái gì, mình thành công cái gì. Thưa các con, nếu không có cha mẹ thì làm sao có thân mình? Mà người thân nhất của mình đã cho mình tấm thân này mà mình còn không có hiếu, hoặc là mình còn cãi lại, hoặc có những người con bất hiếu với cha mẹ, thầy nói không làm được gì đâu nha. Không làm được gì đâu. Và trong các tội nặng nhất ở trên cuộc đời này là có 5 tội gọi là ngũ nghịch, là 5 cái tội nặng nhất trong đời này, mà nếu phạm vào là các con có thể bị đọa vào những cảnh giới xấu luôn. 5 tội đó là gì? Ai biết? Ai biết không? Thứ nhất nè, giết cha. Thứ hai, giết mẹ. Thứ ba, giết A-la-hán. Thứ tư là làm thân Phật chảy máu. Thứ năm là gì? Thứ năm là phá hòa hợp của Tăng. Các con nhớ nghe. Có 5 điều này mà nếu như mình phạm vào một điều đó, là mình đọa xuống cảnh giới xấu luôn đó. Và trong đó có 2 điều đó là gì, con nhớ thấy không? Giết cha, giết mẹ. Phạm vào những cái tội nặng như vậy. Nếu mà nói như các con biết là nếu mà phạm vào cái đó là đọa xuống địa ngục á. Đọa xuống địa ngục á, sợ. Cái bài giảng hôm nay của thầy gửi đến các con với cái chủ đề là tình yêu thiêng liêng. Thầy muốn nói ở đây là gì ạ? Tình yêu thiêng liêng này là cái tình thương của cha của mẹ dành cho mình. Nó là thiêng liêng, nó là cao cả, nó là quý báu nhất ở trên cuộc đời này. Cho nên các con nhận ra được cái tình thương đó để các con sống làm sao xứng đáng mình là một người con có hiếu với cha với mẹ. Bằng cách nào? Bằng những cách đơn giản như thế này nha các con. Là các con ráng nghe lời cha mẹ, nhất là nghe lời cha mẹ. Thứ hai là gì? Học cho giỏi nha. Nếu nhà mình nghèo, ba mẹ mình cần phụ cái gì thì mình ráng phụ được với cha mẹ, đỡ đần với cha mẹ. Quan trọng nhất là các con vẫn phải biết nghe lời cha mẹ, học hành cho giỏi, đừng có cãi lời cha mẹ. Và nếu như tốt hơn, các con vào chùa rồi, các con biết tu tập, các con biết tụng kinh, các con biết lạy Phật, các con biết làm phước, các con biết công quả, hoặc là các con biết làm những cái việc lành ở trên đời này, các con nhớ hồi hướng đến cho cha mẹ mình nữa nha. Con nhớ hồi hướng với cha mẹ. Thầy nói các con không phải ngày hôm nay chỉ có một người cha người mẹ mình đâu. Con nhớ vậy đó. Trong đạo Phật có nói đến một cái đạo lý, đó là lý luân hồi. Lý luân hồi là gì? Có nghĩa là ngày hôm nay ta ngồi đây không phải chỉ có một kiếp này, mà ta đã trải qua nhiều kiếp trong vòng sinh tử luân hồi. Có thể kiếp trước của mình là một người nào đó, một người vua quan dân, một anh học sinh, một người bán vé số, hay là một người thợ săn nào đó. Trong nhiều kiếp có những kiếp ta làm gì? Ta làm súc sanh. Cũng có những kiếp ta ở cõi trời. Điều đó cho các con biết rằng là ta đã trải qua nhiều kiếp thì ta mang ơn rất nhiều cha mẹ của mình. Cứ một kiếp ta sinh ra như vậy, ta đều có cha, ta đều có mẹ. Cho nên ngày hôm nay các con ngồi đây, nếu các con biết nhìn đó, các con không phải chỉ có 2 người là cha mẹ đâu, mà các con còn rất nhiều người cha người mẹ trong nhiều kiếp quá khứ mà mình còn nợ cha mẹ mình. Cứ một kiếp mình sinh ra là một kiếp mình phải mang ơn cha ơn mẹ. Mà trong vòng luân hồi ta đã đi qua vô số kiếp như vậy rồi, tức là trên vai của ta rất nhiều người cha người mẹ ta đã mang ơn. Cho nên nếu các con là một người tu học cho tốt, sống một người tốt á, thì cái phước đức đó các con mới hồi hướng luôn cho những người cha mẹ kiếp trước của các con nữa. Con nhớ không? Chứ không phải chỉ cha mẹ kiếp này không đâu. Cha mẹ kiếp này là gần nhất thôi, còn ngay cả những kiếp trước nữa.
điều này thầy nói cho các em hiểu về Phật pháp một chút, các con sẽ hiểu những điều này. Và thầy nghĩ ở đây tốt nhất là các con nên quy y Tam Bảo nha. Quy y Tam Bảo, làm đệ tử Phật. Trong năm giới, các con giữ được giới nào thì cố gắng giữ giới đó, sống một người con ngoan trò giỏi, làm những điều lành, thì các con là sự tiếp nối của cha mẹ. Mà các con tiếp nối cha mẹ một cách tốt đẹp như vậy thì cha mẹ của các con sẽ có phước. Các con nhớ vậy đó. Cho nên hồi nãy thầy dặn, sau bài pháp này thầy gửi đến cho các con những cánh thư yêu thương nha. Lâu nay thương mẹ lắm nhưng không dám nói, thì chiều hôm nay sẽ nói. Lâu nay cha mẹ thương con lắm nhưng con lâu lâu la con nên con bực quá, con nghĩ trong tâm là ông thương cha mẹ nữa. Hôm nay nghe thầy giảng bài này rồi mới thấy là mình có lỗi, cho nên hôm nay nói ra những lời con thương cha mẹ lắm, nhớ không? Rồi nói cái gì nữa? Nói lên những cái lỗi lầm, phải không? Nói lên những cái lỗi lầm của con. Và sáng hôm đó con mê chơi game, ba la con, mẹ la con, đừng ham chơi game nữa, đi về nhà đi học. Nhưng con cãi lời cha mẹ, con bỏ ăn, con đi chơi nhà bạn, đêm con không về, ví dụ vậy ha. Hôm nay con biết đó là lỗi của con rồi, phải không? Con có thể kể ra những cái lỗi của con. Và nhớ nha, nhớ nói lời xin lỗi mẹ nha. Hồi nãy là chỉ khoảng 2/3 thôi, bây giờ sau khi thầy nói xong, ở đây bao nhiêu người dám viết lên lời xin lỗi cha mẹ? Đưa tay thầy coi. Còn ai chưa dám viết không? Khu nhà lá bên đây còn ai không? Dám hết rồi phải không? Gần như hết phải không? Rồi xin chúc mừng các con một tràng pháo tay đi. Rồi thầy cảm ơn các con nha. Vậy là sẽ viết những lời yêu thương cha mẹ, viết lên những cái lỗi lầm của mình và viết lên những lời xin lỗi. Rồi cuối cùng là các con viết cái gì? Viết xin lỗi xong rồi viết cái gì nữa con? À, nói lời cảm ơn rồi phải hứa với cha mẹ nghe là sau này trở đi con không làm như vậy nữa. Ví dụ như là con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ, phải không? Ngày hôm đó con ham chơi game, con xin lỗi xong bữa sau chơi nữa không thì không được, phải không? Ví dụ như là bữa cha mẹ la xong nó cãi cha mẹ, phải không? Cái cha em biết rồi, hôm nay con nghe thầy giảng con biết đó là lỗi của con cãi cha mẹ đó là lỗi, con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ, cái bữa sau cha mẹ la cái cãi nữa, phải không? Nhìn phải hứa là con biết đó là lỗi rồi và con xin lỗi cha mẹ, và con hứa lần sau con sẽ nghe lời cha mẹ, con không cãi nữa, nhớ không? Và thì cuối cùng là mình phải nguyện, nhớ không? Con hứa, nhớ không? Để con sống tốt hơn, để cha mẹ đừng có buồn. Thôi bây giờ có ai đại diện lên để phát cho các em ở cái tờ này, để các em viết những lời yêu thương. Đây gọi là cánh thư yêu thương. Mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhân đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi, mắt xe tròn ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con.
ngày tỉnh giấc, rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu: mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ, hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thức, xót xa tìm mẹ biết bao. Đừng khi thi nói tiếc nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau. Ước chi con mẹ mai sau sẽ thành công. Một ngày mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn. Lá thư viết vội có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều. Một ngày mẹ thấy con buồn vu vơ, cánh hồng vẫn ở trong ngăn bàn. Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu xa. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều. Những kỷ niệm lần đầu yêu suốt một đời đâu dễ quên. Vầng trăng kia sẽ soi ấm con, và sau cơn mưa nắng sẽ tròn, sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Một ngày còn lớn, một ngày còn khóc, một ngày còn phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ còn từng giây phút cuộc đời.